Hello, xin chào đón tất cả anh em những người nuôi ong đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay cũng chia sẻ với anh em một cái tin rất là vui đấy mọi người ạ. Thì cũng sau gần 1 năm rồi mình tham gia vào cái công cuộc hành trình vừa chia sẻ với anh em kiến thức kỹ thuật nuôi ong. Đồng thời với cái việc kiến thức chia sẻ về kiến thức kỹ thuật nuôi ong thì mình cũng đã phát triển nghề cái nuôi ong rồi mọi người ạ. Thế thì hôm nay thì cũng chia sẻ với anh em một cái tin rất là vui. Đó là gì? Thì sau 1 năm thì nói chung là thực ra thì cái vui đầu tiên đó là được rất là nhiều anh em nuôi ong đón nhận. Cái thứ hai nữa là mình cũng thấy mình có cái giá trị cho cũng được hơn 11.000 người rồi, 12.000 người rồi. Cho nên là cái điều đó thì mình rất là biết ơn mọi người. Và cũng rất là biết ơn mọi người đã cùng mình cùng nhau để phát triển cái nghề nuôi ong cho nó tốt hơn. Thì đấy là cái rất là vui, rất là mừng, rất là phấn khởi mọi người ạ. Thế còn ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với mọi người đây. Thế thì cũng sau 1 năm, thế thì đến hôm nay thì mình chính thức là được chấp nhận vào cái hội nuôi ong của huyện Lạc Thủy rồi mọi người ạ. Thế thì cái lý do ngày hôm nay là tại sao, bởi vì chia sẻ với mọi người là bởi vì thực ra thì mình cũng nghĩ đến cái việc là mình phải làm hình ảnh thương hiệu cho cái ngành ong và đặc biệt là cái nuôi ong của mình, chính bản thân mình. Cho nên là cái đầu tiên là mình phải tham gia vào cái hội. Cái thứ hai nữa là một cái được nữa là mình vào hội thì mọi người ạ. Thì hiện nay thì có một cái được nữa đó chính là hội nuôi ong huyện Lạc Thủy thì đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm cho cái thương hiệu. Thế và mỗi một thành viên tham gia thì sẽ được cấp cái mã đây mọi người ạ. Đây chính là cái mã QR đây. Thế thì khi mà mình cái điều này nó được khẳng định là cái sản phẩm này thực ra là đã được Ủy ban nhân dân tỉnh rồi là các cơ quan ban ngành đã kiểm tra rồi lấy mẫu xét nghiệm các kiểu thì công nhận cho cái mật ong của huyện Lạc Thủy nhé mọi người nhé. Đấy. Thế thì đây là một trong những cái mà mình thấy nó rất là tốt, cho nên chính vì vậy mà mình đã xin vào từ từ mấy hôm nay rồi, tức là từ khoảng nửa tháng nay thì mình đã làm đơn. Thế và chính vì vậy mà mình được cấp cái mã số như này. Thế thì cái này nó là cái gì? Thì cái này nó chính là cái mã để cho mọi người quét vào cái mã này để biết được cái sản phẩm này, ví dụ như cái sản phẩm của ông Quyền này chẳng hạn. Đấy. Thì nó chứng minh được cái nguồn gốc địa chỉ rất là rõ ràng mọi người ạ. Thế cái điều này là cái điều mà mình thấy nó rất là tốt. Đấy. Thế và mình cũng đồng thời là mình cũng đang có ý định là mình sẽ khi mà mình được tham gia rồi thì khả năng là mình sẽ phải tham gia một cái nữa. Đó là tham gia vào cái quy trình sản xuất của Co-op mọi người ạ. Thì cái đấy nó là một trong những cái tiêu chuẩn mà an toàn vệ sinh thực phẩm rất là tốt. Đấy, cho nên là để mà khẳng định được cái vị trí của mình, khẳng định được cái thương hiệu của mình thì mình cần phải có những cái chứng nhận. Thế cho nên là vì lý do như vậy mà ngày hôm nay thì làm video để chia sẻ với mọi người một cái niềm vui, đó là cái niềm vui là mình đây đã được công nhận rồi và đã có được cấp mã số thẻ các kiểu rồi mọi người ạ. Đấy, thì cái này mình đánh giá là thực ra thì cái người nuôi ong nếu mà để một mình ý, làm thì nó rất là khó. Đấy, cho nên vì vậy mà ở đây người ta sẽ phải làm cái chi phí cho hội rất là nhiều. Nên là một mình làm thì nó hơi gian nan vất vả, mà đây thì người ta công nhận cái nhãn hiệu này là nhãn hiệu tập thể nhé mọi người nhé. Đấy, cho nên là đó là cái lý do mà hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả anh em mọi người nuôi ong và cũng rất là mong muốn anh em mọi người sẽ chúc mừng mình nhé mọi người nhé. Đấy. Thế thì thực ra thì nó cũng xuất phát từ cái việc là cũng xuất phát từ cái việc là gì nhỉ? Là đi học cái lớp thầy Phạm Thành Long, sau đó là thầy cũng chia sẻ, thế sau đó thì từ những cái đó mà mình về mình quyết định là mình phải tham gia và mình phải thay đổi cái đầu tiên chính là cái thay đổi cái hình ảnh của mình để nó khẳng định được cái chất lượng của mình mọi người ạ. Đấy. Thì một lần nữa rất là biết ơn mọi người và cũng quả thật là cũng rất là cảm ơn thầy Phạm Thành Long vì thầy đã chỉ cho mình những cái đường đi nước bước mọi người ạ. Đấy. Thì hôm nay thì cái nội dung video thì chia sẻ với mọi người cái vui như vậy đấy nhé mọi người nhé. Thì cũng mong mọi người xem video rồi là thấy cái ý nghĩa này thì cũng mong mọi người chia sẻ cho tất cả anh em mọi người để biết được là cái niềm vui này chia sẻ với ông giáo quyền nữa mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn mọi người.